trang nghiêm, vẫn là cái phần tựa. Khi ấy Đức Thế Tôn từ đảnh phóng ra hào quang trăm báo vô úy. Trong hào quang sanh ra hoa sen báo ngàn cánh, có hóa thân Phật ngồi kiết già tuyên nói thần chú. Phật dạy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đem thần chú đó đến cứu hộ A Nan, tiêu diệt chú ác, dẫn A Nan và Ma Đắc Già trở về chỗ Phật. Cái đoạn này nó có một cái ý mà theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng Tôn Sư và theo cái con mắt của nhà thiền, cái ý hàm nghĩa nó rất hay. Đức Thế Tôn từ đảnh, thì cái đảnh nó thường thường mà đảnh môn thì nó ở trên này, nhưng mà cái đảnh mà phóng hào quang thì thường nó ở đây. Đây cũng được gọi là ngay cái đỉnh ở phía trước này. Chính giữa hai chặng này thì mình được học từ trước tới giờ, thì hai chân mày mình nó đại diện cho hai pháp đối đãi. Thế giới chúng ta được thành lập sơn hà đại địa với tất cả loài hữu tình đó, cũng từ đối đãi mà ra, từ bất giác rồi sinh ra các vọng động, và từ cái vọng động là sinh ra cái phân biệt đối đãi. Mà trong kinh Lăng Nghiêm này, cái đoạn sau, đoạn này rất là khó, rất là căn bản. Tại vì cái căn bản là Ngài Phú Lâu Na, Ngài hỏi Đức Phật, tại sao từ ở trong một cái bản tâm mà nó sanh ra đủ thứ, là cái bản tâm nó vốn là thanh tịnh, tại sao ở trong một cái thanh tịnh mà sanh ra mọi chuyện được? Câu hỏi rất là hay. Tại vì nói chúng ta, gốc của chúng ta là tâm thanh tịnh. Nhưng mà vì mê tâm thanh tịnh, cho nên rồi nó mới sanh chuyện. Mà trong kinh này giải thích là từ cái mê đó, cái tự nhiên mình soi ngược trở lại tâm, thành tử ra nó có năng, có sợ. Rồi từ cái năng sợ nó biến động, dần dần bị các cái duyên ảnh hưởng tác động vào, sanh ra đối đãi nhị nguyên, có chúng sanh, có thế giới. Thì thưa với lại quý Phật tử và chư ni, mình học thôi chứ còn chưa hiểu được. Tại vì chỗ này không dùng ý thức để hiểu được, phải dùng trí tuệ. Mà trí tuệ đó thì có rồi mà bị che đó. Cho nên chúng ta lấy cái che đó là để thấy mọi thứ, chứ chúng ta không lấy cái thật. Ngay khi chúng ta ngồi đây, người nói và người nghe cũng dùng cái thức tình của mình. Mà cái thức này thì nó được hướng thiện, nó lành. Nó lành là nó đối với dữ, tức là nó vẫn còn nhị nguyên. Cho nên cái chỗ đó mình học phải kèm với lại công phu. Nếu muốn hiểu được phải kèm với công phu thì mới nhận ra được cái chỗ Phật nói, chứ không thôi không hiểu luôn. Mấy cái này thì nó có vẻ như là quá trừu tượng, nhưng mà thật sự không phải trừu tượng. Mà tại vì chúng ta đó, nó có một cái điều này rất là tiếc. Chúng ta quen sống với cái sai, rồi chấp nhận cái sai là đúng. Thành thử khi nghe cái đúng lại cho rằng cái đúng là sai. Kìa. Cũng như nói vậy đi cho nó dễ hiểu. Phật nói tất cả các pháp không thiện, nhưng mà chúng ta thì đã quen là tất cả các pháp có thiện. Cho nên mình mặc nhiên nhận rằng thân mình có thiện, nhà cửa có thiện, các cách cảm thọ buồn vui thương ghét có thiện. Bây giờ học đạo, nghe Phật dạy, mấy cái đó không thiện. Mình kính Phật lắm, mình cũng ngưỡng mộ, tin lắm thì tin, nhưng mà tin trên cái lý thuyết Phật nói thôi.
Chứ con mắt mình chưa có thể thấu được, con mắt nhục nhãn này thấu không tới. Cho nên những người không hiểu đạo, những người mê đó, họ nghe nói như vậy, họ cho rằng mình nói sai. Như bây giờ những người ta đang ở ngoài đời, ta đang buôn bán, ta đang chạy theo ngũ dục, mà mình ra mình nói cái này không có thiệt, là người ta nói mình khùng, nói mình không bình thường. Đó, tại vì người ta cho rằng cái sai là đúng, và người ta hiểu lầm cái đúng là sai. Đó là cái đau nhất của chúng sinh. Cho nên người tin Phật không tin, mà tin theo con mắt trí tuệ thì nó không nhiều, thưa đại chúng. Tin xong rồi là còn tu, và để thể nhập được, thể nhập được cái chân lý Đức Phật dạy là cả một cái siêu việt, năng tư nghì, khó nghĩ lường, và cũng là rất hiếm hoi. Cho nên cái ánh sáng mà Đức Phật có là mình cũng có, nhưng mà với điều kiện nó phải ở giữa hai cái chân mày. Bao giờ mà Phật muốn nói một cái chân lý gì đó thì bắt buộc ở đây phải phóng hào quang ra. Đó là một cái hình ảnh để nêu lên cái lý này là lý trung đạo. Người nói ở trong cái trung đạo thì người nghe cũng phải nghe trên cái trung đạo thì nó mới tương ưng với nhau được. Chứ bây giờ ở đây Phật nói lý trung đạo mà mình nghe không trung đạo thì không có dính dáng gì. Đã. Không hiểu hoặc là hiểu lầm. Và tôi thấy cái vấn đề hiểu lầm này là rất nhiều. Ngay cả mình nói chuyện cái kiểu bình thường của người với người thôi. À. Mà người nói ra cái ý khác, người nghe ý khác. Từ đó không có thông cảm, là do mình sống nhiều lớp sai lầm, quen với cái sai lầm thế nhân, vì vậy mà lưu chuyển ở trong sinh tử. Từ cái thức, từ cái ý đó mà chúng ta lưu chuyển. Tại vì do sai lầm cho nên tâm của chúng ta bất an. Từ bất an là tác nghiệp. Đã. Chứ xa lại càng xa. Bởi vì tác nghiệp thì nó không có dứt nghiệp. Tu là chuyển nghiệp, sạch nghiệp và dứt nghiệp. Chứ mình lại tác nghiệp, tạo nghiệp đó là tác nghiệp. Tác nghiệp thì chồng chất nghiệp. Cho nên đại chúng thấy là chúng sinh ra đời vô số. Có một dạo thì người ta đặt vấn đề là thiên tai, rồi nóng lạnh, mưa gió bão bùng, người ta chết nhiều quá. Cái số người chết nhiều quá, người ta cảm thấy lo lắng. Thì có một triết gia nói rằng đừng có lo, tại vì cái số chết nó nhiều không bằng cái số sanh ra. Số sanh ra vẫn đông hơn rất nhiều so với số chết đi. Sanh ra có nghĩa là tiếp tục luân hồi, mà sanh ra được làm người cũng là phước rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng đâu có dễ gì mà thoát khỏi luân hồi, là chúng ta không ra nổi khỏi cái đối đãi. Dạ. Quen đi trên cái con đường đó quen lắm rồi. Có hai cái chữ phiền não mà tu hoài không rồi. Mà muốn tu lắm, chịu tu đó, chứ không phải là ai ép mình. Nhưng mà cái gọng kềm của cái đối đãi nó quá chắc, quá cứng. Thành thử ra là Phật nói cái bản kinh nào mà để gọi là khai tâm, mà dẫn người ta đi tới chỗ rốt ráo. Kinh Pháp Hoa cũng từ đảnh tướng là phóng hào quang trắng giữa hai chặng mày. Thì thưa với đại chúng, đó là trung đạo chứ không có gì. Mà nói trên lý trung đạo là nói trên gì? Nói trên cái tâm chân thật. Cho nên lời Phật là thật ngữ, là chân ngữ, là như ngữ, là vô ngữ. Chứ không phải nói lời thật là giải thích nhiều, là phải quấy đúng sai Như Lai nói thật. Không phải, cái lời thật là vô ngữ, là lời thật nhất. Tất cả những cái lời Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, cuối cùng Ngài kết lại là ta không nói một lời. Đây là thật ngữ.
Tại vì nó phải xuất phát từ cái trí tuệ chân thật, thì điểm này là để tượng trưng cho trí tuệ, chứ trí tuệ nó cũng không nằm ở đây đâu. Nên người sống trí tuệ là người không có phiền não. Người không có phiền não là người hạnh phúc. Người không có phiền não thì không có sân hận, không có lo lắng, không có sợ hãi, không có buồn vui vu vơ thất thường. Để chúng thấy là chúng ta khổ, chúng ta sợ là toàn những cái râu rìa trong tư tưởng mà nó làm cho mình thêm chuyện thôi. Mà râu rìa tư tưởng là nhị nguyên đấy. Chứ còn cái chỗ chân thật này, nó không có lời mà lấy gì phiền não. Nó không có tướng mà lấy gì bám víu. Nó không có sanh mà lấy gì sanh diệt. Và nó hiện hữu đây mà cần gì tìm kiếm. Nhưng mà bây giờ mình làm đủ chuyện là nào tìm kiếm, là nào là tu tập thôi là quá chừng. Tụng kinh, ngồi thiền, rồi đi kinh hành, rồi ăn cơm mà trong thanh tịnh, rồi học Phật Pháp, làm đủ chuyện mà nó sờ sờ là không thấy. Trong hào quang sanh ra hoa sen báo ngàn cánh, rồi có quá thân Phật ngồi kiết già tuyên nói thần chú. Thì thần chú là một cái dạng vô ngôn, nói mà không hiểu gì hết, thưa bé không? Cho nên mình, cái bản kinh này thì nó có thêm cái mật tâm ở trong đó một chút. Nhưng mà chúng ta cứ lấy cái tinh thần tu ở nội dung ở chính giữa Phật dạy. Bởi vì nó có hai thuyết như chúng ta đã học, cái thuyết của A Hàm kể. Thì cái sự việc nó xảy ra rất là bình thường, cụ thể. Thì cái thần chú đây là lời Phật dạy về chánh pháp cũng được. Còn ở đây nói thần chú là một cái loại ngôn ngữ mà không có thể nào đặt cái ý thức mình vào đó được. Anh Anna Lệ Tì Sa Đề Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị Bằng Rà Bằng Đà Nể Bạc Xà Ra Bằng Ni Phấn Hổ Hồng Đô Lô Phấn Ta Bà Ha Dịch Đi. Học đoạn lấy le chơi với Phật tử, tôi không biết nói gì. Nó là Lăng Nghiêm đấy. Thì nở ra khi mà người ta tụng chú đó, người ta cũng không có để tâm, người ta phan duyên gì cả. Nhưng mà từ cái chỗ chân thật nó lại phóng ra hào quang ngang cánh đó. Thì cái chỗ này thưa với đại chúng đó, mình trên văn bản thì mình cứ học bài vậy đi, nhưng mà phải tu mới nhận ra được. Phải thật sự là cái tâm nó hiển lộ được cái tâm thật, và chúng ta nhận được cái tâm đó. Chúng ta nhận được tâm đó, chúng ta mới thấy năng lực. Cái năng lực của nó là biến ra hoa sen ngàn cánh, tức là diệu dụng. Cái năng lực của nó là như thế này nè, nó là không hình không tướng, nhưng mà nó là trí tuệ sáng, biết rõ, biết cái gì, biết chúng sanh đang khổ. Cái đó là cơ bản nhất. Và biết tất cả mọi pháp dương sinh. Cái chuyện pháp dương sinh đó, nó không đụng chạm gì với mình đó. Kệ đó, nó theo duyên nó sanh thì đó, theo duyên nó diệt. Nhưng mà chúng sanh sống ở trong cái pháp đó, nó lại có cái bản tâm mà nó không nhận ra và nó đang bị khổ. Thì người mà nhận ra rồi không đành lòng để cho nó khổ một cách vô lý, mà tự động phải đi độ thôi. Cái đó là cái điều đó tự nhiên, giống như mẹ mà sanh con ra rồi không ai biểu thương nó, không ai biểu nuôi nó, tự nhiên là nuôi nó hả? Là tại vì nó lưu xuất từ trong máu huyết của mình. Thì cái trí tuệ đó nó lưu xuất, nó chảy ra cái nước từ bi. Mà cái nước từ bi này là một cái loại tình cảm, nó ra khỏi đối đãi, nó ra khỏi sự trói buộc. Cho nên cái tình thương chân thật của Đức Phật thì nó tuyệt vời, nó không có giống như tình thương mà bây giờ chúng ta đang bị cột trói trong cái vòng thân bằng quyến thuộc. Cái thân bằng quyến thuộc vừa thương vừa khổ, vừa thương vừa khổ. Còn cái tình thương rộng lớn của Đức Phật vừa thương vừa lạc, không có khổ. Thấy chúng sanh khổ thương thì cứu, nhưng mà mình không có khổ. Phật không có khổ, Phật biết rõ. Và cứu cho tới chừng nào nó hết khổ mới thôi. Chứ không có mệt rồi nha.
không có cái chuyện mà cứu nửa chừng rồi mở ra, không có. Cái giá trị đó là vậy. Còn mình bây giờ mà mình cứu ai hoặc là mình giúp ai mà hai ba lần mà không được là bắt đầu sao? Mệt rồi nha, không nhịn nữa à nha. Đã nó thành thử mình làm không gì ra được gì, không có đâu có tới đâu, cũng làm cũng học cái cách của Phật nhưng mà nó không tới, thành thử ra nó nửa vời rồi cái nó gãy đổ, cho nên rồi nó khổ. Nó như vậy đó, mình thấy nó rõ ràng rồi. Nên cái đoạn này là đoạn nói là trí dụng hiện tiền, nói cho rõ là vậy đó, chứ không phải là hình ảnh rồi phóng rồi cái xẹt ra rồi cái chói lòa rồi ngồi qua xem nó phúng phúng phúng, không phải. Đây là trí và dụng, không chỉ của Đức Phật Thích Ca mà tất cả Đức Phật đương lai ở đây đều có. Và chúng ta dùng nó để gì? Chúng ta dùng nó để chuyển hóa chúng sanh trong lòng mình trước, độ chúng sanh trong lòng mình trước, đưa tất cả các phiền não hiện hữu ở trong lòng của mình đi vào ở trong cái đất tịch diệt, tức là đi vào tánh không, mà cũng không đưa đi đâu. Nó đó mê nó thì nó là giặc, ngộ được thì nó là dụng. Chứ Đức Phật nói pháp thì cũng phải nói tiếng của con người, chứ Đức Phật đâu có nói tiếng của chư thiên, là của Phật đâu có phạm âm riêng gì đâu. Nhưng mà sao con người họ hiểu? Đã. Thì tại nói tiếng người, chẳng những con người hiểu mà muôn loài đều hiểu. Sử dụng y hết, tất cả những cái pháp trên thế gian này sao Phật dùng hết, nhưng mà dùng bằng cái tâm giác, dùng bằng cái tánh tướng, cái hào quang này. Thì mình học cái này rất là nhiều. Và cái một điều mà chúng ta phải thấy cho rõ là học xong phải dùng liền. Cái quan trọng là như vậy. Dùng thì đang dùng nè. Tôi chia sẻ cái điều này rất là thường xuyên. Nhưng mà tôi nghĩ rằng quý Phật tử không chán, chưa đi không chán. Tại vì chưa dùng được cho nên không chán. Nghe như vậy đó, nhưng mà nó vẫn còn lạ lắm với mình. Bởi vì dùng không được cho nên chúng ta đánh mất rất nhiều công sức, rất nhiều tuổi thọ và rất nhiều thiện sự. Thưa đại chúng, chúng ta vẫn còn nhớ một cái câu chuyện nổi tiếng của Tổ Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế. Lương Võ Đế là một vị vua xem là Bồ Tát. Ông sống thọ lắm, mặc dầu là ông bị bức tử là do giặc nội loạn đó, thì do ông không có đánh giặc, ông không chống trả, ông chỉ tu thôi, mà ông sống tới 86 tuổi. Nếu mà ông không có ngồi đó hoặc là không cho nó lật đổ ngai vàng là ông sống nữa. Ông là vua rất là lâu năm, gần 50 năm, tất cả cuộc đời của ông đều dồn cho thiền sự, làm những cái công việc của chư tăng làm, hay là cất chùa, độ tăng, thuyết pháp. Cho nên khi vua được tin Tổ Bồ Đề Đạt Ma lặn lội từ Tây Trúc qua thì vua rất mừng. Và tổ cũng nghe nói Lương Võ Đế là một vị Phật tử, cho nên ngài tìm đến, hy vọng một vị đế vương mà là Phật tử thì lợi ích rất là lớn. Nên câu hỏi đầu tiên mà khi hai vị gặp nhau đó, thì vua Lương Võ Đế hỏi một câu rất là cao. Ông hỏi tổ chứ thế nào là đệ nhất nghĩa đế, hay là đệ nhất thánh đế? Và cái câu trả lời của tổ là một cái câu được xem là gáo nước lạnh tạt vào mặt Lương Võ Đế. Nhưng mà thật sự đây là cái câu đệ nhất nghĩa đế. Rất tiếc, thời đó và mãi cho tới bây giờ hiếm người nhận ra cái đệ nhất nghĩa đế của câu nói này. Ngài trả lời: Khuất nhiên
vô thánh. Trong đây hai, trong đây nó có bốn chữ nhưng mà chỉ có hai chữ là chủ đạo. Thưa chư ni với quý Phật tử, hai chữ nào là chủ đạo trong bốn chữ khuất nhiên vô thánh? Thì mình cứ trả lời thôi cho vui thôi. Và Vô Lượng Bồ Đề ông cũng dính hai chữ vô thánh đó. Ông cũng vì hai chữ vô thánh, ông kẹt hai chữ vô thánh mà ông không có được cái duyên với lại tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cái ý của nó là ở chỗ hết nhiên. Cái đệ nhất nghĩa đế hoàn toàn rỗng rang, không có gì trong đó. Cho nên cái gốc của nó là khuất nhiên. Rồi từ cái khuất nhiên đó thì nó mới không có mọi thứ. Cái thánh mà mình nói là cái thánh ngôn ngữ, còn cái thánh thật là khuất nhiên. Khuất nhiên là rỗng thênh. Hỏi cái gì là đệ nhất nghĩa đế? Cái rỗng thênh là cái nghĩa, là cái nghĩa thứ nhất, là cái nghĩa tối cao, là cái nghĩa chân thật nhất, thiết yếu nhất trên cái thế gian này. Cái đó là gì? Là rỗng thênh. Không có gì, là bản lai vô nhất vật của lục tổ Huệ Năng. Như vậy thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời chân thật, hay là Ngài nói lòng vòng, hay là Ngài nói lãng đi, hay là Ngài nói cho qua? Các câu trả lời đó thật luôn, thẳng luôn, hay là nói lãng đi? Nói thẳng luôn, nói thật luôn. Như vậy á mà Vua Lương Hổ Đế thất vọng. Tại vì tôi đang hỏi Ngài đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất thánh đế mà Ngài trả lời không có thánh. Thành thử ra ông cho rằng Ngài không hiểu. Ông hỏi Ngài thêm một câu như vậy chứ, không có thánh vậy thì đối trẫm là ai? Thì đối trẫm là Ngài, mà Ngài là một vị thánh từ bên Ấn Độ qua. Mọi người đều xưng tụng Ngài là một vị thánh, cho nên là tôi mới tiếp Ngài. Vậy thì chứ đối trọng là ai? Ngài trả lời sao? Chư ni nhớ không? Ngài trả lời sao? Không biết. Bởi vì sao mà không biết? Vì cái chỗ đó là rộng thênh. Ta không có một cái từ gì để ta nói cho ông nghe. Không có cái từ để nói ở cái chỗ đó. Mà đối với ông, hay là ông đối với ta, hay là tất cả chúng ta đối với nhau, đều là cái đó cả, chứ không riêng ai với ai hết. Nếu mà chúng ta nhận ra được, chúng ta đối với nhau bằng cái rỗng thênh đó, thì đây là cõi cực lạc, chứ không phải là, không phải ta mà. Hết, chấm dứt mọi cái nghiệp chướng, mọi cái thương ghét, mọi cái ân quán với nhau. Cho nên ở cái đây là cái chỗ mà từ đảnh mà phóng ra hào quang trăm báo, chính là cái rỗng thênh đó đó. Và chúng ta thấy rằng kể cả Lương Bổ Đế là một vị vua làm vô số Phật sự mà ông vẫn không có để tâm tới cái chỗ đó. Ông quan tâm tới chỗ nào? Cách chùa, độ tăng, thuyết pháp. Cũng như bây giờ chúng ta đi tu mà chúng ta quan tâm tới vấn đề là cái pháp hành. Rồi quan tâm tới là một tháng mình đi mấy ngày, mình mất mấy ngày, vân vân. Thì cho dù mình đi hết đời này qua đời khác, mình cũng không có giác ngộ được. Cái gốc nó rõ ràng, rất là rõ ràng. Bởi vì thưa với đại chúng đó, chúng ta trầm luân thì cũng tự vì mê cái bản giác mà trầm luân. Mà chúng ta hết trầm luân cũng từ cái bản giác mà trở về. Bản giác là tâm chân thật của mình. Tâm chân thật của mình thì nó không có tướng, nó không có tới lui. Cho dù mình ở nhà thì nó cũng vậy, mà mình vô chùa thì nó cũng vậy. Tuy nhiên khi mà mình ngộ được rồi thì mình trở thành một cái người
thống khoái tự tại, ở đâu cũng là đạo tràng. Còn khi mình chưa ngộ đó thì mình ở tại đạo tràng nó vẫn là trong cái cõi trầm luân. Tại vì sao? Tại vì cái tâm nó đang trầm luân đó. Quý Phật tử ngồi thiền nhưng mà quý Phật tử tính tiền chứ không có ngồi thiền. Thành tử ra lúc đó là cái chợ chứ không thể nào là cái thiền đường được. Rồi ngồi thiền có khi là đau quá, ngồi thở ra thở vô thì nó là cái bệnh viện. Trời ơi, cái chân này nó đau quá, đi xả thiền ra chắc phải đi kiếm thầy kiếm thuốc uống thuốc. Hồi sáng tôi đi giám thiền á, tôi thấy có vài vị chân đau. Mai mốt thì quý Phật tử đến mà nói với quý cô trong ban hướng dẫn á, cái chân con đau cho con cái ghế. Chứ quý Phật tử không nhất thiết phải ráng mà ngồi xong rồi xỉa cái chân ngang. Tôi mà đi giám thiền mà tôi tâm hơ, tôi ngó lên trên, tôi không ngó xuống là tôi té liền tại chỗ nha. Mọi người ta đang xếp hết, mình chỉa ra, giống như cái đại bác thì chỉa ra. Rồi có một vị đó thì không có chỉa ra, nhưng mà ngồi cái kiểu này, cái tên gì ta? Hai cái chân ép qua bên mình ngồi, văng bên mình nó xếp nó lại ra phía sau, nhưng mà mình xếp nó, nhưng mà nó giống như xếp quỳ mà mình hơi xéo xéo nó qua đó. Trời, cái kiểu này gọi gì ta? Đã xếp vậy rồi kêu cho một đống bồ đoàn lên rồi nó mổ ghê, tôi cứ sợ vậy nó bật té hoài, nó kẹo kẹo vậy. Tôi dòm lại tôi thấy nó lòi ra hai cái chân. Tôi nói ủa thế này là cái gì già ta? Bán già, nó cũng không kiếp già, cũng không phải bà già luôn. Bà già thì là nó xếp bằng lại đàng hoàng, nhưng mà nó không lên, nó không chân này lên chân kia. Còn cái này hai cái nó ép lại, cái nó đưa qua một bên, nó như chèo ghe vậy rồi. Xong kê mấy cái gối, ẹo ẹo qua một bên. Không biết thế đó là thế gì. Đâu ai bắt mình ngồi đó chi khổ, xin cái ghế ngồi. Rồi có mấy vị ngồi ghế khỏe quá, ngủ ngon, thôi thấy tội nghiệp tôi cho ngủ luôn. Ngủ phò phò đó. Anh tới về chùa cũng khỏe, có ăn tiếng ngủ cũng đỡ khổ. Xin hỏi quý Phật tử, mình ngồi thiền kiểu đó, mình chỉ ra đại dương thôi chứ làm sao mà tới được bờ giác ngộ. Chỉ ra biển khổ đó. Vui lắm. Nhà mình tu vậy, cũng là tu chứ bộ. Ngày hôm nay tôi đi Trí Đức Ni tu khóa thiền sư ni, thủ lăng nghiêm, giỡn sao? Đã. Cái tu tập của chúng ta nó cũng tội nghiệp. Thật sự ra cũng ham tu, đi chùa vui, ở nhà buồn, thôi kệ. Có nói gì nói, miễn mình khỏe thôi. Mình ngồi mình thấy khỏe thôi. Thì khỏe thì được rồi, nhưng mà mai mốt mình vô cái tiếp ngồi một kiểu đó, nó thành ra là hòa chúng. Chứ còn nếu không là nó ngộ lắm. Mấy cái máy quay phim mà chĩa vô đó là xong, là người sau người ta mất phương hướng, không biết nên ngồi kiểu nào cho đúng. Tóm lại là chúng ta thấy già rồi mình muốn tu cũng được. Tự thấy rõ không? Thì ra mà tại vì mình đau mình mới ngồi vậy, chứ không ai đương không ngồi vậy chi. Già rồi, đau, đau lưng, đau gối, đau chân, nhưng mà ham tu. Thành thử ra thì vào tu ngồi không nổi, ngồi chút đau là trăn trở dữ lắm. Nổi cái đau đó không là bất an rồi còn gì nữa đâu mà thấy bản tâm, bản tánh gì. Vì vậy mà tôi cũng thưa với đại chúng, trong tất cả mọi cái trường hợp người trẻ đó thì lo tu đi, tại vì già khó tu lắm. Đau này đau kia khó hành công phu. Còn già hết giờ mà không tu thì làm cái gì? Nhưng mà già thì mình tu trên tâm mình nhiều hơn đó. Cái thân của mình là nó hết hợp tác rồi, nó báo động là sắp sửa hết giờ nha, tôi không có cho bạn mượn nữa đâu đó. Mà bây giờ lại để thì giờ làm những cái việc hết sức là vô lý và hết sức là vô nghĩa, phi lý. Chẳng hạn như phiền não chuyện này, phiền não chuyện kia, không lo mình rồi dòm ngó người chung quanh, rồi trong khi mình thì nó
luận thượng quá chưa có rồi cái gì ạ? Tôi xin thưa với tất cả quý Phật tử lớn tuổi giờ này là không còn lý do gì để quý vị lo cho người khác mà quên bản thân mình. Lo không có được đâu. Mình can thiệp vô người ta càng rối nữa. Giờ chỉ buông hết việc, buông hết việc đặng quay trở về mà nhận ra được. Còn nếu nhận không được thì quý vị nhiếp niệm nhớ Phật thôi. Nhớ Phật thôi chứ không có nhớ cái gì khác. Cái chữ niệm của người Trung Hoa nó cái ý của nó rất là rõ ràng. Nó gồm có hai bộ. Cái bộ trên là bộ kim. Kim nó có nghĩa là hiện tại. Và cái bộ dưới là bộ tâm. Thành thử niệm là gì? Là giây phút hiện tại có mặt ở trong tâm mình. Chỉ vậy thôi, đó gọi là niệm. Chữ niệm nó là vậy đó. Chứ không phải niệm là nhớ gì tới ai. Cái chữ niệm của người Hoa là chữ Hán văn đó. Nó đủ và nó rất hay, cái ý của nó rất hay. Ở trên là bộ kim, nó chữ tàu. Ở dưới là chữ tâm. Nghĩa là sao? Luôn luôn. Cái hiện tại là cái luôn luôn phải không? Cái luôn luôn, cái thực tại có mặt ở trong tâm. Đó chính là niệm. Vậy thôi. Cho nên là mình niệm vậy không được. Cho nên Phật vẽ thêm cái râu con niệm Phật. Chứ không phải. Niệm là đủ rồi. Một chữ niệm là đủ rồi. Luôn luôn có mặt trong giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại luôn luôn có mặt trong tâm của ta. Ngoài ra không có gì khác. Đó chính là niệm. Nó đủ. Nó đã đủ. Mà để chúng thấy chúng ta đâu có mặt trong giây phút hiện tại. Chúng ta hoặc là chìm ở trong quá khứ, bị lùi lại và bị nhấn chìm trong quá khứ. Hoặc là sao? Chúng ta phóng tới tương lai và chúng ta bị trôi dạt, bị bắn xa ra khỏi cái thực tại. Cho nên chúng ta mất mình, chúng ta không niệm, chúng ta không còn cái gì để gọi là cái đời sống hiện thực của chúng ta. Chúng ta mất trắng do cái thói quen phóng tới hoặc là lùi lại. Vì vậy là cái hào quang báo không có, hoa sen ngàn cánh cũng không có. Bây giờ Phật ngồi đây, Phật tuyên nói cái thần chú gì đó mà tâm của mình ở đâu, không có ở đây, không có niệm thì cũng không nhận được cái chỗ này. Mà đã không nhận được chỗ này thì không thể nào cứu hộ được chúng ta. Cho nên Phật dạy ai? Sao không kêu Bồ Tát Phổ Hiền, sao không kêu Bồ Tát Đại Thế Chí Quan Thế Âm mà gọi Bồ Tát Văn Thù đi. Đi đem cái chú này tới cứu ngạ nan. Tại sao? Tại Văn Thù là gì? Văn Thù là trí tuệ. Cho tên tuổi là một cách nói để dạy chúng ta cách tu. Khi mà thọ nạn là vì mình mất trí tuệ, thế phải không? Mình mất trí tuệ cho nên là mình bị ma nó ốp. Đó. Vì mất trí tuệ cho nên là si mê. Từ si mê mà sinh ra tham lam và sân hận. Bây giờ muốn cứu mình thì chỉ có là bật cái ánh sáng trí tuệ lên. Mà ánh sáng trí tuệ đó nó có sẵn ở chúng ta. Quý Phật tử và chư ni dùng thường xuyên đó chứ. Nhưng mà dùng ở cái tầng cạn chứ không phải dùng tầng sâu. Dùng tầng cạn đó là dùng còn cái thức để mà quán chiếu, để mà suy nghĩ phải quấy tốt xấu. Đó là cái tầng cạn thôi, tầng thô, chưa phải là cái tinh túy của trí tuệ. Tinh túy của trí tuệ là thường biết rõ ràng, đi tới đâu là biết tới đó. Là cái niệm đó, là cái mà nãy tôi nói, hiện tại có mặt trong tâm của chúng ta. Tâm chúng ta luôn luôn tỏa sáng cái hiện thực. Thường biết như vậy thôi. Thì đó là một cái hiện hữu. Nhưng mà chúng ta bị cái tưởng tượng của chúng ta nó che mờ, sai đi, chúng mất hết khả năng của chúng ta. Ở đây chúng thấy lẽ ra là chúng ta thanh tịnh từ lâu rồi. Lẽ ra là chúng ta không có tác nghiệp nếu mà chúng ta thường biết rõ ràng.
Chúng ta thường biết nhưng mà chúng ta không nhận ra mình thường biết, là chúng ta quên cái đó. Người ta gọi là bối giác hiệp trần. Bối là gì? Là quay lưng, là xoay ngược lại, xoay lại với cái giác để hợp với cái trần. Trần là trần lao sanh tử. Còn nếu mà tu quay lại được thì gọi là bối trần hiệp giác. Cũng đó thôi. Nhưng mà cái cách sống của chúng ta và cái bước phong trần, cái bước lưu lãng chúng ta bắt đầu có từ cái xoay lưng của chúng ta. Cho nên ngay mà giác ngộ là xong liền, không có ở đâu mà xa. Mà làm sao giác ngộ nhanh vậy? Tại vì nó nằm sẵn đó. Trong mỗi một hành giả ở đây nè, có một cách giác ngộ và nó không ai giống ai được. Nhưng mà nó có khả năng là tức thì, bởi vì nó sẵn có. Và tùy cái duyên, tùy cái cơ, tùy thời tiết mà nó giác ngộ. Có người do nghe pháp giác ngộ, có người do tọa thiền giác ngộ, có người do bị một cái đau khổ gì quá sức giác ngộ, có người do quá sợ hãi giác ngộ, có người do quá đau đớn giác ngộ. Tại vì cái đó nó nằm sẵn rồi. Tuy nhiên muốn giác ngộ được như vậy đó thì có quá trình tu tập từ trước đó. Ít nhất cũng phải nghe Phật Pháp rồi, hiểu Phật Pháp rồi, lúc đó mới nhận ra được. Thì chúng ta là những người đã từng nghe Phật Pháp. Rồi chúng thấy Lục Tổ Huệ Năng Ngài Thị Hiện là một vị tiều phu đốn củi. Ngài không phải là tri thức Phật giáo, cũng không phải là vị hàng lâm ra. Mà cái khả năng trực giác của Ngài nó kỳ diệu và nó hết sức là nhanh chóng. Có thể là Ngài tu nhiều đời, cái trực giác thôi. Ngài dám trả lời với lại Ngũ Tổ. Ngũ Tổ nói ông ở đâu? Con ở Tân Châu. Ở cái xứ đó là cái xứ quê mùa lắm. Cái xứ đó là dân là không có học, làm sao mà cầu thành Phật được. Đưa cái bẫy ra. Ngài nói người thì có nam bắc, thân con cùng thân hòa thượng không đồng, nhưng mà Phật tánh không có khác. Ở đâu mà nói ra câu đó? Ở đâu mà dám nói ra câu đó? Nhưng mà Ngài nói không sao, chứ mình nói là có chuyện à. Mình nói thì bị cái bệnh, nếu mình chưa tu được bị cái bệnh ngã mạn, hoặc là chưa chứng mà cho đã chứng thì tăng thượng mạng. Cho nên là mình phải tu rồi mới nói được. Thì giờ làm sao tu? Thì học pháp tu nè. Đó. Bớt vọng động lại. Cái đó cứ túc tắc tu rồi. Từ từ tu. Không ai hối thúc mình, tại vì hối thúc mình tu cũng không được. Cứ học pháp rồi cứ bình tĩnh tu. Tôi nói từ từ thì không trúng lắm, nói từ từ rồi quý vị buồn ngủ cái hình xuống ngủ, từ từ tu. Tôi nói là bình tĩnh tu, đừng có mang thêm cái ý tưởng vội vã hay là bực bội hay là mong mỏi cầu nguyện cái gì, cứ bình thản vậy từ mà tu. Nói từ từ là quý vị dễ ăn gian. Cô nói từ từ thôi kệ, nay tu mai tu. Thật ra thưa mấy quý Phật tử, cho tới bây giờ mình mới thấy là mình quá quan phí. Ý là mình xuất gia rồi đó, mình tu lòng vòng cũng gì cũng biết, nhưng mà nó ngay hết rồi mà không dùng, không nhận, rồi lo mọi việc. Bây giờ thật sự nói vậy chứ rồi công việc mình cũng phải làm, đây là duyên sinh mà, làm để có một cái sự cân bằng. Một cái sự cân bằng trong cái lý duyên sinh để mà chúng ta tiếp tục tu tập. Bây giờ có cái thân này mà không vận động, tôi ngồi hoài, tôi ngồi thiền riết, nó không thành Phật mà thành liệt. Là trong Pháp Phật dạy là có sám hối nè, có ngồi thiền nè, có đi kinh hành nè, rồi có làm việc nè, nó cân bằng. Chính cái sự cân bằng nó phóng ra được cái chính giữa này, thưa phải không? Cái chính giữa này chính là cái gì? Cân bằng.
nó nằm ở chính giữa, là nó chính lệch qua đây phóng không được, mình lệch qua đây phóng không được, phải ngay đây mới phóng được. À, chúng ta tu đó, cho nên Phật làm hết, hưởng thụ cũng đã đi vào cái duyên đó rồi, thái tử mà có vợ rồi, có con rồi, cung hoàng điện ngọc có hết rồi, đây là hưởng thụ, không yên, đi tu lại tu đầu đà, tức là khổ hạnh, không xong. Đó. Ngài mới tuyên bố là cả hai cái này đều là cực đoan, nó không cân bằng. Vậy cuối cùng Ngài dùng thiền định. Thiền định xong rồi ngộ đạo rồi sống bình thường, cũng phải đi tới lui. Trong một ngày của Đức Phật là có ngủ, có ngồi thiền, có đi khất thực. Đi khất thực là một cái dạng lao động của chúng ta bây giờ, đi bộ, rồi thuyết pháp, rồi đi kinh hành, đều lắm. Sau khi mà ngộ đạo rồi nó đều hơn á, tại vì hồi chưa ngộ đạo thì ngồi một phát 49 ngày đêm, còn ngộ rồi không có bao giờ mà làm vậy. Ngộ rồi là ngồi bình thường ngày đó, mấy thời ngồi bình thường. Ăn ít chút, rồi sống vì cái lợi ích của nhân sinh. Đức Phật thị hiện rất là rõ ràng, Ngài không có chuyện gì để làm ngoài cái chuyện là đi độ chúng sinh vậy thôi. Trong cái tâm của một bậc giác ngộ. Và Đức Phật nói rõ là lạ thay, tất cả các chúng sanh đều có cái trí tuệ đức tướng Như Lai mà sao không nhận được. Thì từ cái trí tuệ đó mà Ngài mới có đủ cái pháp để mà Ngài dạy và cứu hộ chúng ta. Thì thưa với đại chúng là A Nan và Ma Răng Già là hai cái hình ảnh cơ bản cho toàn bộ thế gian này. Tiêu diệt chú ác, cho nên cái tình ái là chú ác đấy. Vừa gặp nhau cái nó xẹt chú xuống, hai người dẫn nhau đi. Đó, đó là chú ác. Cái chuyện mà nam gặp nữ, nữ gặp nam mà thương tới mức mà không bất biết cha mẹ, bất biết nhà cửa, bất biết thân thế sự nghiệp, thương tới mức là dẫn đi đại. Xong ba ngày ba ngày cái thất thay đổi liền, nó không phải trường tồn như vậy, bởi vì nó là ác chúng. Tôi nói cho kinh thôi chứ tôi quý vị thuyết pháp mới hay, cái mảng này quý vị thuyết mới hay, tôi thuyết không ngon. Tôi thuyết nó giống như cơm mà cơm nó sống mà nó vừa sống mà nó vừa khét á, nó không có bằng người ở trong cuộc. Cho nên trong Phật giáo đưa ra câu chuyện A Nan với Ma Răng Già không thiếu cái gì cả. Mà bây giờ phải đi cứu đây. Mình dùng cái gì cứu? Dùng cái hùng lực của Đại Trí Văn Thù. Chứ rõ ràng đó là một cái bẫy nghiệp kinh khủng nhất. Và thưa với đại chúng, cái bản kinh Lăng Nghiêm này được gọi là bản kinh chiếu yêu. Có nhiều nơi người ta gọi đây là bản kinh chiếu yêu. Chiếu cái con ma, không phải ở bên ngoài mà ma ở đâu? Ma ở trong tâm. Đưa cái bản kinh này vô là cái mặt mày của nó hiện rõ ra hết. Mình cũng học để coi nữa mình chiếu ai. Cho nên học Phật á, là phải thực hành. Mà cái thực hành Phật biết cách rồi nó nhẹ nhàng lắm. Tu ngay tức khắc, tu cho kịp. Chứ bây giờ già rồi, yếu rồi mà còn lận bận. Và tôi cũng thưa hoài cái mức độ để mà chúng ta cảnh tỉnh, chúng ta tỉnh cho mạnh đó. Thì cái này tùy hết vào cái phước báo nhân duyên của mỗi vị mà thôi. Nhưng mà tỉnh đi cho nó qua cái khổ ải này. Tại vì nếu mà vô thường nó đến mà chúng ta không tỉnh, chúng ta mê thì thôi, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vì trong sáu đường đó là cái khả năng đi vào ba đường dưới đó nhiều hơn hay là nó ít hơn đi vào ba đường, đi đường ba đường cao. Ba cái đường dưới là ba cái đường mà chúng ta thường xuyên là chúng ta tác nghiệp là tham, sân và si. Nó là nhân đi vào ba đường dưới, ba đường trên đó là giới định tuệ. Ba đường trên thì là phước thôi, chứ cũng nói là ra khỏi luôn, ra thì chưa nổi. Mà đường trên là thập thiện nè, hoặc là các cái cõi trời của thiền định. Tứ thiền bát định thì cũng đi lên các cái cõi trời đó.
là ngồi thiền mà còn ngồi không nổi đây, điều thân không xong rồi điều tâm như thế nào cũng không biết. Thực ra thì quý Phật tử ngồi vậy thôi chứ tôi không biết là quý vị làm cái gì trong lúc ngồi thiền. Mà đừng nói là quý Phật tử chư ni, tôi cũng không biết là làm cái gì nữa. Mà nhiều khi chính mình cũng không biết tại sao mình sầu quần cái gì ở trong vậy nữa. Sao đang ngồi thiền cái nó xẹt ra cái giò. Mà nó không có căn cứ à. Quý Phật tử và chư ni nghiệm lại coi cái vọng tưởng mình nó xẹt ra nó có căn cứ gì không? Đó là cái câu trả lời tại sao từ một cái bản tâm thanh tịnh mà chợt sanh ra sơn hà đại địa. Tôi bây giờ không nói, giữ bí mật cho tức, chờ tới lúc đó nói mới ngon. Tại phía sau này nó có. Đó là nguyên nhân tại sao có chúng sanh. Đáng lẽ là không có, đáng lẽ là thanh tịnh rồi bây giờ tự nhiên sao nó có. Khó, cái câu hỏi nó khó. Nó khó nhưng mà nó hiện hữu trong ta đó, phải nhờ công phu. Quý vị ráng tu từ đây tới cái khúc đó nó cũng khoảng còn khoảng phân nửa bản kinh Lăng Nghiêm này. Cho nên mình tu tới đó để Phật nói mình mới hiểu được. Chúng tôi hiểu không nổi. Thì hôm nay thưa với đại chúng là có một đoạn này thôi mà chúng ta dính hết trong này. Chúng ta có cái đảnh tướng có cái đảnh tướng phóng ra hào quang, phóng ra cái hào quang trăm báo. Từ cái hào quang trăm báo đó chúng ta có được cái diệu dụng phi thường. Cái diệu dụng phi thường đó chính là những cái hóa thân, tức là những cái vọng tưởng của chúng ta mà được chúng ta kiểm soát. Tôi ví dụ cụ thể, Phật tử muốn làm một cái món ăn ngon để cúng dường, thì khi mà làm chúng ta có phải vọng tưởng không? Thì chúng ta đánh bột có vọng tưởng không? Rồi khi chúng ta nếm chúng ta có khởi niệm không? Mấy đó có lỗi không? Có lỗi không? Không có lỗi, với điều kiện là tâm có mặt trong giây phút đó, tâm hiện tiền. Còn đang đánh bột và không có cái niệm thứ hai ngoài đánh bột thì đánh bột đó là bồ đề. Làm được không? Được, tại sao? Con từng làm mà không biết, bữa nay nói cho. Thành thử ra cái thời gian chúng ta làm Phật có hay không có? Có, mà không dám nói ra cái tự nhiên phản quay trở lại cái nói con đang làm Phật, cái rớt con Phật xuống liền. Cho nên là không nói. Chứ ngay cái lúc mà đánh bột, cái tâm hoàn toàn không có nghĩ gì mà chỉ tập trung đánh bột. Chỉ có điều vậy nè, đánh cho ngon, cái bánh mình phải là bánh số 1 ở đồng này thì cái đó không được. Cái đó thì nó qua cái khác rồi. Còn nếu mà mình đánh bột, chỉ là đánh bột, chỉ một cái tâm đó thôi rồi nêm chưa vừa, ấy vô cho vừa, cứ làm cái bánh này bằng hết cái khả năng của mình. Thì như vậy là hoa sen ngàn cánh đã nở. Chứ không có bắt buộc mà mình chạy trốn. Mình không có chạy trốn bất cứ cái gì trên cái thế gian này, mà mình phải nhận diện chứ không phải là chạy trốn. Cho nên á, quay lại tánh giác, tức là quay lại cái khả năng nhận diện của mình, cái khả năng thường biết rõ ràng của mình, cái khả năng nhận biết của bản tâm chân thật. Chứ không phải quay lại với tánh giác là hì hục lại Phật và từ chối cuộc sống hiện thực. Xin quý Phật tử và chư ni nhớ cho. Vậy thì có cái gì mà chúng ta sợ làm không được? Chúng ta làm ở trong cái tâm như vậy đó thì chúng ta làm vô số việc đều là Phật sự. Chúng ta nói chuyện với nhau trong chánh pháp. Cần hỏi thì chúng ta nói xong thôi, đừng có thêm cái tôi ở trong đó. Đừng có thêm là tôi nói bạn mới nghe nha. Không cần. Mình cứ nói trong chánh pháp. Tập đi thưa với đại chúng, mình có khả năng đó này. Và mình đang dùng thường xuyên, mình đã được như vậy rồi. Cho Hòa Thượng Trúc Lâm ngày giải thích cái vấn đề này rất là lạc quan, rất là tích cực.
Ngài nói trong một ngày và ngay cả trong giờ ngồi thiền. Có những cái khúc chúng ta vọng tưởng, có những khúc là chúng ta không có vọng tưởng, và chúng ta cũng không có ngủ gục, chúng ta cũng không có vô ký, chúng ta bình thường nhưng mà chúng ta cũng không khởi nghĩ cái gì. Hoặc là ngay khi ngồi thiền mà cái vọng tưởng trước nó vừa lặng, cái vọng tưởng sau nó chưa kịp ra, cái khoảng giữa đó không có ngủ gục, không có vô ký, nó bình thường, nó chính là bản lai vô dư Phật. Nó chính là bản lai diện mục là chân tâm của chúng ta. Như vậy thì ta ráp lại những cái khoảng thời gian đó trong một ngày sinh hoạt của chúng ta, thì có thể nói cái thời gian chúng ta làm Phật không ít đâu. Không ít đâu, đặc biệt là với các Phật tử đã từng biết tu. Mình loại trừ những người ta còn mưu sinh, người ta tính toán công ăn việc làm thì không nói. Chúng ta đang là những hành giả, chúng ta đang thực tập pháp, thì đã có rất nhiều khoảng chúng ta không có bị vọng tưởng xen vô, hôn trầm xen vô, vô ký xen vô. Chúng ta sống bình thường và chúng ta không khởi niệm quán chiếu gì. Chúng ta là Phật. Ngay khúc đó chúng ta là Phật. Quý vị ráp lại coi, 50-50 chứ không giỡn đâu. Vậy thì tại sao quý vị than khổ? Tại sao mà một cái thời gian làm Phật dài vậy không tính, mà cứ tính cái phiền não không thôi? Cứ tính con phước mỏng nghiệp dày. Cái khoảng nào mê thì mê, còn khoảng nào giác thì giác. Tại sao lấy cái mê chụp luôn lên cái giác và cho rằng à, con tu dở quá? Không dở. Khúc nào mà khởi niệm này niệm kia thì là mê, còn khúc nào không khởi thì giác. Nó đâu có mất gì đâu. Mà ngay khi chúng ta khởi niệm á thì nó mờ tánh giác thôi, chứ nó cũng không mất tánh giác. Cho nên là Hòa Thượng nói là chúng ta tu tập không có khó, tại vì chúng ta bị cái ấn tượng về cái sự truyền đạt lệch lạc bằng những cái tư tưởng tiêu cực, cho nên rồi chúng ta đánh mất đi cái phẩm chất ở trong người của mình. Mà thật ra là nó cũng không có mất, nó bị chìm lặng đó thôi. Nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó thì chúng ta thấy rằng mình rất là phấn khởi, và chúng ta tập trung cái thời gian của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta để lấy lại toàn bộ cái thời gian mà chúng ta bị mất đi đó, bị hoang phí đi, chúng ta lấy lại toàn bộ thì chúng ta là Phật toàn phần, chứ không phải Phật từng phần. Như vậy ai dám nói con không phải là Phật? Phật hoàn toàn. Nên A Nan vừa thấy Phật đảnh lễ buồn khóc hận mình từ vô thủy đến giờ chỉ một bề học rộng mà chưa được toàn vẹn đạo lực. Thưa quý vị, xin nhớ cho rằng A Nan là thị hiện nha. Thị hiện đại diện cho ai? Đại diện cho chúng ta. Mình cũng buồn khóc với Đức Phật nhiều lắm chứ. Chư ni và Phật tử ham tu, sợ khổ và đã rất nhiều lần, một mình cũng có, ở chỗ đông người cũng có, lại Phật khóc với Phật nhiều lắm đâu phải không? Buồn tuổi là sao con bị lưu lãng hoài, con không có tỉnh ngộ. Đây là một cái tâm trạng đại chúng phổ thông đối với những hành giả có chủng duyên quay về và đang quay về. Ngài ân cần thỉnh Phật dạy cho các phương tiện ban đầu là chỉ, quán và thiền. Chư Như Lai mười phương do đây được thành tựu Bồ Đề. Khi ấy lại có hằng sa Bồ Tát và các vị đại A-La-Hán, Bích Chi Phật ở mười phương đều mong muốn được nghe, lui về ngồi yên lặng chờ nghe lời dạy của Phật. Tức là Ngài A-Nan sau khi mà được Bồ Tát Đại Trí Văn Thù đem cái lời Phật dạy, mà tôi nói á, chỉ cần Đại Trí Văn Thù mà xuất hiện là A Nan tỉnh liền. Tại vì Đại Trí chính là trí tuệ. Ngay cái lúc mình buồn mà mình nhớ tới Phật nói trong Kinh Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ với thiết khổ ách, không có gì là thiệt, thì ngay lúc đó cái cơn phiền não chúng ta nó sao? Nó dịu xuống liền. Nó dịu xuống, nhưng mà mình vẫn còn cái tuổi thân. Cái tuổi thân sao mà mình bị khổ não hoài? Thì đây là cái dư hương, cái âm hưởng còn lại của cái nghiệp tập. Nó vương vấn ở trong lòng chúng ta. Chứ nhưng mà
khi mà cái ánh sáng trí tuệ mà nó bắt đầu nó có một chút le lói ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta đã đỡ khổ lắm rồi. Cho nên từ khi chúng ta hiểu Phật pháp thì chư ni và quý Phật tử thấy cái nỗi khổ chúng ta nó ngắn hơn hồi trước, nó ít hơn hồi trước và nó mau phôi pha hơn hồi trước. Thưa các phải không? Mỗi lần chúng ta học Phật pháp như thế này nè, chúng ta giải tỏa được một số cái ách tắc không đáng ở trong lòng chúng ta. Và nếu mà chúng ta thực tập nó vào trong cái đời sống và trong cái trí của chúng ta để chúng ta chuyển hóa một cách toàn vẹn thì chúng ta sẽ thấy tất cả những gì Phật nói hoàn toàn là lẽ thật. Có một cái thiền viện đó ở trên núi, rất là xa phố thị. Ở trên núi cao là đã xa rồi, từ đó đi xuống dưới chân núi là xa rồi, mà cái ngọn núi nó xa thành phố. Cho nên sư ở đó bị đau răng. Sư bị đau răng quá mà không có cái phương tiện gì cả, không có thuốc, không có cách gì hết. Thì sư cũng làm đủ cách, là sư ngồi thiền, là sư quán chiếu rồi, sư làm đủ cách, nhưng mà đau răng thì vẫn đau răng. Cho nên tới một lúc á, thì sư nghĩ thôi bây giờ ở trên này là mình thí này, coi như mình bỏ mạng, mày đau đi. Sư buông xuôi hết, sư không thèm nghĩ cách để trị cái đau răng nữa. Sư cũng không cần phải ráng ngồi thiền để đối diện, để đấu tranh với đau răng nữa. Sư cứ sinh hoạt bình thường, giờ ngồi thiền thì ngồi thiền, giờ làm việc thì làm việc, tối thì sư cứ sải tay ra, sư nằm buông xuôi hoàn toàn, buông xuôi trong cả ý tưởng, chứ không phải buông xuôi là buông xuôi nha, buông xuôi nha. Mình nói buông xuôi như vậy là chưa buông, là tại vì cái tư tưởng mình vẫn còn sao, vẫn còn bám víu vào cái sự việc. Còn này buông xuôi là không nghĩ tới luôn, không cần biết tới luôn, bỏ mặt mày luôn. Thì từ từ cái cơn đau răng nó dịu xuống, sư không hay. Sư không hay thì sư phát hiện ra chính cái lo lắng của mình về nó, rồi chính cái sự đấu tranh của mình về cái thân này nó làm cho chúng ta đau nhiều hơn. Đó rồi từ từ cái rồi cơn đau nó giảm bớt, cái răng nó bớt hẳn sư. Thì sư phát hiện ra là cái hàm răng của sư nó lung lay hết, cần phải nhổ. Mà giờ ai nhổ? Đó. Sư nói ta nhổ. Thì bữa đó đó, quý thầy ở chung thiền viện đó mới phát hiện ra sư ở cái chỗ nhà, bây giờ tôi tạm gọi giống như cái nhà bảo trì của thiền viện mình đi. Quý thầy khi mà tới nơi thì thấy sư đang cầm cái kềm, và bên đây lấy cái áo mặc của nhà sư đó lau máu trong cái kềm. Rồi quý thầy kia hỏi làm gì, sư nói nhổ răng. Xong sư bỏ cái kềm xuống, quý thầy nói nhổ chưa, sư nói xong rồi. Cái sư cầm cái răng sư đưa lên, quý thầy kia kinh hoàng hỏi làm cách nào để thầy nhổ răng. Với đại chúng lắng nghe cái cách của sư nhổ răng bằng kềm, không cần gây tê gây mê. Sư nói khi mà tôi xuống tới cái chỗ để cây kềm thì tôi không nghe đào. Khi tôi tìm được cây kềm tôi cũng không nghe đào. Khi mà tôi cầm cái kềm lên tôi cũng không nghe đào. Khi mà tôi để cây kềm vô cái răng tôi cũng không nghe đào. Tôi lung lay cái, tôi nhổ cái răng lên tôi nghe đào. Một chút xíu khi mà tôi nhổ cái răng, và khi lấy cái răng ra khỏi cái hàm tôi thấy máu chảy, tôi lao cái kềm, tôi nghe hơi đau đau, rồi bây giờ hết đau. Quá trình chỉ có vậy thôi. Nghĩa là có niệm ngay trong lúc nhổ răng, và chỉ đau cái khúc nào? Đau cái khúc mà lung lay cái răng nhổ lên. Rồi, khi lấy cây kềm không đau, khi vào cái chỗ để kềm không đau, kềm để lên răng cũng không đau, nhổ lên có đau, nhổ xong hết đau. Nhưng mà mình nghe mình đau.
Mình chỉ cần nghe nhổ răng, chỉ cần nghe cầm cái kềm lung lay cái răng là mình đau. Tại sao? Tại mình tào lao. Rồi đại chúng, chúng ta áp dụng cái cách này vào trong cuộc sống của chúng ta. Đừng có suy nghĩ quá cái công việc đó. Cứ ngay cái khúc đó thôi, vừa dặn với cái khúc đó thôi, đừng có tính thêm nữa. Làm sao để được? Phải làm cho được. Đã được thì tiếp tục làm, chưa được làm cho được, không được cũng phải làm cho được. Bởi vì làm không được thì ta chết. Ta phải làm cho được ta mới có thể sống. Và tại sao làm được? Tại vì đó là khả năng vốn có của chúng ta, cho nên không có chuyện không thể làm được. Quý vị phải mạnh mẽ lên, quý vị phải có cái niềm tin và nhớ đầu tư vô một việc đó thôi. Chúng ta ở đây thứ nhất chư ni là người xuất gia, không có việc thứ hai. Đặc biệt chư ni là không có việc thứ hai. Quý Phật tử đã lớn tuổi đó cũng không có việc thứ hai. Còn quý vị trẻ thì còn hơi lu bu. Cho nên không có cái lý do gì mà chúng ta không để thời gian vào cái việc quay lại mình, nhận ra cái thủ lăng nghiêm nơi mình. Thì chúng ta hết khổ tức thì. Ngay cả cái thân này nó cũng hành mà. Tôi thưa với đại chúng á, là có những lúc thuốc trị không được đâu, thuốc cũng không có can thiệp được đâu. Tới lúc nó hoại rồi thì nó phải phân ly thôi. Tứ đại phân ly, chúng ta chịu đau đớn. Bây giờ khoa học tiến bộ á, nếu mà quý vị có điều kiện, quý vị chích thuốc vô cho giảm đau ha. Kệ nó, quý vị sao sợ nhiều thứ quá à. Quý vị muốn hết đau mà sợ phản ứng phụ à. Muốn không bệnh mà không dám uống thuốc à. Không dám uống thuốc tại sao? Uống này nó phản ứng phụ, cái bắt đầu đi uống tào lao à. Cũng là uống thuốc mà cho rằng uống tào lao không phải là uống thuốc. Tính toán chi nhiều. Bây giờ trước sau gì cũng chết. Nếu thấy rằng mình tập trung thời gian để mình tu thì uống cái gì đó nó tương đối chấp nhận được, để cho mình cân bằng quân bình được, thì chúng ta uống một chút đó và chấp nhận phải chết. Bây giờ khoa học tiến bộ lắm. Các vị sư ngày xưa họ chịu đau, bây giờ quý vị đau quá thì cứ uống giảm đau. Trong thời gian uống giảm đau nó có mấy tiếng đồng hồ thôi. 1, 2, 3 phải nhận ra được tánh giác trước khi cơn đau nó quay lại để uống thêm viên nữa. Đó là làm theo kiểu quê mùa của chúng sanh, nhát của chúng sanh. Uống rồi để chi? Để trong cơn không đau kịp tỉnh thức, để khi ra đi tâm hoàn toàn trong sáng là đủ chuẩn, là đã xong việc, không cần phải trở lui với cái thân này nữa. Xin chúc quý vị mạnh dạn nhìn ra đâu là sự thật để chúng ta phải sống. Chứ cái gì cũng sợ hết, uống thuốc thì sợ phản ứng phụ, không uống thuốc thì sợ nó đau. Quý vị sợ nhiều quá cho nên quý vị nhổ răng không được. Bây giờ phải bữa nào đau thì xuống dưới kho lấy cái kềm lên, không đau. Già rồi răng nó sắp sửa rụng, nó lung lai sẵn rồi, để vô không đau, giật cái đào vào chút xíu. Làm lại bữa coi bất quá thì không được thì vô trong bác sĩ làm lại. Tại vì đây bác sĩ thiếu gì, còn ở kia người ta không có bác sĩ, người ta không có ai hết. Mà nhờ như vậy đó cho nên quý thầy người ta ngộ đạo, sống như vậy mới thấy được vô uống dây không. Rồi chúng ta phải gan lên. Gan lên thì có lợi chứ đâu có gì đâu. Bởi vì thân này chúng ta có dưỡng mấy nó cũng tiêu à, đâu có còn hoài đâu à. Nên nhiều khi Phật tử thương á, quý Phật tử luôn luôn chúc quý thầy cô ráng à, cô ráng giữ sức khỏe này. Tôi nói trong bụng chứ có ai muốn chết đâu. Nhưng mà sao ráng được? Thì thôi không có tập trung vô cái chuyện ráng giữ sức khỏe được. Mà ráng cái gì? Ráng nhận ra cái tánh giác của mình, sống với nó à. Rồi thôi chứ bây giờ thì mình cũng có lòng với nhau, nhưng mà mình đâu có làm chủ được. Và mình cũng không có sợ chết. Chứ bây giờ, trời ơi, bây giờ làm sao đừng chết nha. Làm sao đừng chết, làm sao đừng có bệnh, làm sao đừng chết. Cái chuyện đó là cái chuyện không có tính được, nó phi lý. Bây giờ phải làm sao nhận ra tánh giác trước khi chết nha. Bữa nay phải đổi quan niệm nha. Quý vị đừng bao giờ nói làm sao cho con đừng chết, làm sao cho con đừng bệnh, mà làm sao cho con nhận ra tánh giác và sống được với tánh giác trước khi con chết mới là điều quan trọng. Xin mời đại diện của chư ni lên lãnh quà. Kính thỉnh toàn thể đại chúng hồi hướng.
chúng sanh sân tham tỉnh thức và yêu thương.